từ chữ cực đoan là anta mà đổi thành là antima. À, antima là nó là cuối cùng, tầng cùng. Bởi vì cực đoan là gì? Nó là một cực. À, mà bây giờ chữ ima đó là nó tính tư của chữ cực, cực cực đó thì nó trở nên là tầng cùng. Orasa là chính thống, pachima là sau cùng, panya là sáng suốt. À, nó ra từ danh từ panya ha. Panya là trí tuệ, là có gạch a dài đó. Bây giờ chữ a ngắn panya nó trở thành là tính tư, là sáng suốt. Papaka là sự ác độc. Puttima hoặc là Puttiya là sự có con. Matsima là trung bình. Mali là cỏ vòng hoa. Nó đi ra từ chữ Mala. Mala là vòng hoa và Mali là cỏ vòng hoa. Mithi là sự giả dưới. Mình có cái chữ Mitha ha. Mitha là hôn trầm đó ha. Hôn trầm thì miên Thina Mitha. Misaka là lận lộn. Satta là tin tưởng, đây là tính từ chứ danh từ của nó là Satta dài ha, là lòng tin. Còn Satta trở thành tính từ có nghĩa là tin tưởng. Sutta là sự trong sạch. Sundara là sự tốt đẹp. Và Hetima là phía dưới. À, thì các tính từ dạng này nó vốn nó không phải là tính từ, mà gốc là danh từ mà chuyển hóa thành tính từ. Chúng đi kèm với danh từ và có cách thức sử dụng như là mọi tính từ hình thức đơn giản khác ha. Những loại tính từ đơn giản đã kể trên đây đều có cách thức sử dụng giống nhau và chúng luôn luôn lệ thuộc vào danh từ mà chúng đi kèm. Chúng sẽ mang hình thức nam tính khi đi kèm danh từ nam tính, sẽ mang hình thức nữ tính khi đi kèm danh từ nữ tính, và sẽ mang hình thức trung tính khi đi kèm danh từ trung tính. Cái này hồi nãy qua rồi đó. Về biến cách á, thì chúng sẽ được biến cách như là danh từ. Các tính từ mà có hình thức biến ngữ là a, nếu chia theo nam tính thì nó sẽ biến cách như là danh từ nam tính biến ngữ a. Nếu theo trung tính á, thì sẽ biến cách như là danh từ trung tính biến ngữ a. Và còn theo như nữ tính thì chúng sẽ biến dạng biến ngữ a thành a, rồi biến cách như là danh từ nữ tính biến ngữ a. Bây giờ mình qua cái ví dụ thì mình sẽ thấy nó rõ hơn. Ratto, Gono, Tinang, Khadi. À, ở đây đó mình thấy chữ Gono là con bò. Còn cái chữ Ratto này đó họ quên dịch. Cũng ra đó chữ Ratta là màu đỏ. À, Ratto, Gono là con bò màu đỏ. Tinang là cỏ, Khadi là ăn. À, như vậy là con bò đỏ nó ăn cỏ. À. Gono Nilani Tinani Khadati. Bây giờ đó chữ Gono là con bò. Bây giờ thêm cái danh từ chữ tí năng là cỏ là lại số ít ha. Bây giờ Tinani là số nhiều. Và Nilani, chữ Nila là màu xanh. À, như vậy chữ Tinani một mình là cỏ thôi. Bây giờ thêm chữ tính từ Nilani là thành là cỏ xanh. Và Khadati là ăn. Con bò là ăn cỏ xanh. Và chữ Tinani này á, danh từ trung tính ở số nhiều. Được cái đuôi đó là Ani. Thì chữ danh từ nguyên của nó chỉ là tính từ tính màu xanh, chỉ là Nila. Bây giờ nó phải chia theo đúng như cái cách của chữ Tinani, cho nên nó cũng đổi thành là Nilani. Và câu thứ ba là Dahara Kanya Gamang Gachati. Chữ Kanya là cô gái. Chữ Dahara là trẻ. Đó là tính từ bộ nghĩa chữ Kanya. À, như vậy Dahara Kanya là cô gái trẻ. Gachati là đi. Gamang là làng. À, như vậy cô gái trẻ đi đến làng. Những tính từ hình thức vị ngữ u như là bahu. Bahu là nhiều. Mudu là mềm mại. Nếu theo nam tính thì nó biến cách như danh từ nam tính vị ngữ u. Nếu theo nữ tính thì sẽ biến cách như là nó danh từ nữ tính vị ngữ u. Và nếu theo trung tính thì sẽ biến cách như là danh từ trung tính vị ngữ u. Có nghĩa là cái tính từ bằng tầng cung ba chữ u đó nó có ba, nó có luôn cả ba tính nam nữ trung tính. Như vậy nó đi theo nam tính thì nó biến cách y như là danh từ nam tính, nó đi theo nữ tính thì biến cách y như nữ tính ha. Nó rất là uyển chuyển. Bây giờ có ví dụ là Bahavo Piku Viharamhi Vatsinsu.
Bhikkhu là các vị tỳ kheo, mà chữ Bahavo là nhiều, cho nên Bahavo Bhikkhu là nhiều vị tỳ kheo. Viharamhi, mình có chữ Vihara là chùa hay tịnh xá, thêm cái chữ Amhi phía sau là cách số 7, số ít ha. Như vậy là trong chùa hay là trong tịnh xá. Và động từ Vasinsu là đã sống, đã cư ngụ thì quá khứ. Cái này thì mai một mình sẽ học cái cách chia động từ sau. Bây giờ mình chỉ biết nhận diện Vasinsu là động từ đã cư ngụ. Như vậy cả cái câu này Bahavo Bhikkhu Viharamhi Vasinsu, nhiều vị tỳ kheo đã sống ở trong tịnh xá. Padese Bahuni Nagarani Honti. Padese có mình có cái danh từ Padesa là quốc độ. Padese là cách số 7, số ít, tức là trong quốc độ hay là trong xứ sở. Bahu là nhiều. Mà nó bổ nghĩa chữ Nagara, Nagarani. Nagara là danh từ trung tỉnh, mà khi nó đổi thành số nhiều, nó đổi thành là Nagarani, chủ cách đó ha. Thì như vậy là những thành phố. Mà Bahuni là nhiều, như vậy và chữ Honti là có. Cả cái câu này Padese Bahuni Nagarani Honti, có nhiều thành phố ở trong quốc độ, có trong nước ha. Chữ Padesa là nước luôn đó. Và cái câu ví dụ tiếp theo là Bahuvo Gaviyo Udakan Pipisanti. Chữ Gaviyo là những con bò cái. Bahuvo là nhiều, là nhiều con bò cái. Udakan là nước và Pipisanti là sẽ uống. Như vậy là nhiều con bò cái sẽ uống nước. Tính từ có vị ngữ y như là Mali chỉ có hình thức ở nữ tính và sẽ biến cách như là danh từ nữ tính, vị ngữ y, tức là nó có y chứ y như danh từ. Ví dụ Ahang Maliya Kumariya Kumariya Manin Adasin. Ahang là tôi, Adasin là đã cho, Manin là viên ngọc, Kumariya là đến cô thiếu nữ, và Maliya là có tràng hoa. Như vậy chữ Maliya Kumariya là cô gái có tràng hoa. Cả cái câu này Ahang Maliya Kumariya Manin Adasin, tôi đã cho viên ngọc đến cô thiếu nữ có tràng hoa. Tất cả cái tính từ cấu tạo đơn giản sẽ phụ thuộc danh từ đi kèm về ngữ số. Có nghĩa là nếu đi kèm danh từ số ít thì tính từ sẽ là số ít, mà nếu đi kèm danh từ số nhiều thì tính từ là sẽ là số nhiều. Ví dụ Ratto Gono Tinang Khadi. Ở đây bây giờ quý vị thấy dưới này bắt đầu mấy cái chữ rắt, đây mới có con bò đỏ này ha. Ratto Gono là con bò đỏ, Khadi là đã ăn, và Tinang là cỏ. Như vậy là chữ Gono là số ít, cho nên chữ Ratto nó cũng là số ít. Bây giờ Bahavo Bhikkhu Viharamhi Vasinsu. Bahavo Bhikkhu là nhiều vị tỳ kheo, Vasinsu là đã sống, Viharamhi là trong tịnh xá. Thì ở đây mình thấy chữ Bhikkhu là danh từ số nhiều, cho nên cái chữ Bahu nó đổi thành Bahavo là số nhiều. Các tính từ Ekaccha, Ekatia và Ekatia cũng có nghĩa là một số, một ít. Chúng có dạng biến cách giống như mọi tính từ đơn giản, nhưng đặc biệt là chúng không có hô cách. Tóm lại, các tính từ hình thức đơn giản phải phù hợp với danh từ mà chúng đi kèm về tính, về ngữ cách và về ngữ số. Thì như vậy là hôm nay mình chỉ học tới ngang này thôi ha. Tức là mình học xong phần B1 thôi, nói về một số danh từ, một số tính từ đơn giản đó. Rồi ngày mai đó mình tiếp tục là các cái cấu tạo tính từ có tính cách đặc biệt. Những tính từ đặc biệt này thì nó phức tạp hơn một tí, mình phải nhớ nhiều hơn một tí.
Nhưng mà cũng vừa đủ kịp giờ là đúng 9 giờ luôn rồi, đúng 1 tiếng. Rồi những cái bài này đó, khi nào quý vị có thời giờ rảnh đó, quý vị đọc lại ha. Đọc lại và mình có thể mình đem ra mình áp dụng, mình mở ra những cái bài kinh, mở cái từ điển, Tam Tạng Pali đó, quý vị mở ra, quý vị dở ra, quý vị coi á, mình có thể mình mò mẫm, mình tìm coi thử là mình có xác định được chỗ nào là danh từ, chỗ nào là tính từ, rồi cách 1, cách 2, cách 3 làm sao ha. Quý vị thử thực tập cái thử. Nhờ thực tập á, nhiều đó thì mình mới quen được với kinh điển ha. Rồi sau này thì cái số từ vựng của mình nó cũng sẽ tăng hơn. Dạ, thì xin tao chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tối mai. Chúc quý vị một ngày an lành. Nói về tình gương cầu các đấng chư thiên trong vòng Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính thưa tất cả, kính chào tất cả quý vị đang hiện diện ở trong room. Không biết quý vị nghe rõ không? Cảm ơn Dương Tiêu. Hôm nay mình sẽ học tiếp bài tỉnh tư. Quý vị giờ quý vị mở cuốn Pali Hàm Thù ha. Mình học tiếp cái phần hôm nay là phần B2. Cấu tạo các tính từ đặc biệt. Bây giờ định nghĩa tính từ đặc biệt là gì? Tính từ đặc biệt á, là những tính từ có điểm khác biệt, được sử dụng theo phương thức riêng và không giống với các tính từ đơn giản. Tức là cái cách chia của nó đó, nó không phải là theo cái cách mà như là những cái danh từ mà biến đổi của tần cung bằng a i như là của danh từ ha, mà đây nó có cái cách chia riêng. Và những cái cách này đó giờ mình thường gọi là bất quy tắc đó, nó và mình chỉ có việc là phải nhớ thôi, còn nếu nhớ không được đó, thì mình phải lập những cái bảng để sau này mình đối chiếu thôi. Thì tính từ đặc biệt đó là bao gồm một vài tính từ miêu tả, tính từ chuyển hóa, tính từ số đếm và tính từ số thứ tự. Thì bây giờ đó là mình sẽ đi qua từng phần. Thứ nhất á, là một vài tính từ miêu tả. Và cái từ mà được nêu lên đầu tiên để đưa làm ví dụ đó là tính từ Mahanta, có nghĩa là to lớn hay là vĩ đại. Quý vị thấy á, là nguyên cái chữ Mahanta thì Mahanta là từ dài như vậy, nhưng mà khi chia vô chủ cách á, thì số ít á, thì nó trở thành Maha. Cho nên cái chữ này đây là cái chữ mà mình gặp chữ Mahayana là đại thừa đó ha. Đó, Mahayana là đại thừa, cái chữ Yana có nghĩa là cổ xe. Cho nên đó mà cái chữ Maha này đó, Mahayana. Mahayana là Yana là cổ xe, Maha là lớn, Mahayana là cổ xe. Và ngoài cái chữ Maha này đó thì nó còn có chủ cách đó, nó còn chia có hai cách chia nữa, đó là Mahang và Mahanto. Ba cái cách dùng này đó nó hoàn toàn bình đẳng với nhau, mình muốn dùng một trong ba cách đều được.
mà số nhiều là Mahanto và Mahanta. Cách số 2 thì số ít là Mahantang, số nhiều là Mahante. Rồi cách số 3 đó đổi thành là Mahata hoặc là Mahante na, và số nhiều là Mahante Mahante phi. Cách số 4 và cách số 6 Mahato Mahantasa. Và số nhiều là Mahantang Mahantanang. Cách số 5. Sở dĩ ở đây cách 3 và cách 5 đó là phải cách riêng ra mà không để chung như là cách 4, cách 6, là bởi vì mình thấy đó cách 5 nó chỉ có một cái cách chia là Mahata là giống cách 3 thôi, nhưng mà cái cách thứ hai đó thì nó là Mahantamha. Còn trên cách 3 thì là Mahante á. Còn số nhiều thì giống ha, nó là Mahantehi hoặc là Mahantepi. Ở đây cách số 7 đó nó có tới bốn cái biến cách Mahati hoặc là Mahante, Mahantamhi, Mahantasmin. Số nhiều này mình đang nghi ngờ đó, đang nghi ngờ là số nhiều mà vì sao nó là Mahan, có cách 7 đó mà nó là Mahantepi, Mahantehi mà nó không phải là tê su. Cái này để khi nào mình phải tra qua cuốn sách khác có thử. Ở đây có vẻ đáng nghi ngờ, nhưng mà cũng có thể là vì nó là danh từ đặc biệt, tính từ đặc biệt cho nên cách chia nó cũng khác. Và cách 8 đó thì mình có Mahang, Maha, Maha, và số nhiều là Mahanto, Mahanta. Như vậy đó, đây là cái từ Mahanta mà chia theo nam tính. Rồi khi mà chia theo nữ tính nó là chia theo khác nữa. Nữ tính thì cách 1 và cách 8 giống nhau là Mahanti, số nhiều là cũng là Mahanti hoặc là Mahantiyo. Cách 2 là Mahantin, số nhiều là Mahanti hoặc là Mahantiyo. Cách 3, cách 5 giống nhau, Mahantiya số ít, Mahantipi, Mahantihi là số nhiều. Cách 4 và cách 6 cũng là Mahanti, Mahantiya. Đúng ra thì chỗ này là phải ngắn nhưng phải dài đó ha. Mahantiya giống như về trên vậy đó, và số nhiều là Mahantina. Cách 7 Mahantiya, Mahantiya, và số nhiều là Mahantisu. Đó, ở đây mình thấy cái đuôi là cái số cách số 7 ấy, nó tấn công vào cái chữ su. Mà trên này đó là làm ehi ephi, thành ra là mình đang nghi ngờ không biết là có đánh nhầm hay không. Cái dưới này là nó là Mahanti su đó. Và bây giờ nếu như là nó trúng tỉnh á, thì chỉ có cách chủ cách thì nó khác, là bên kia là Mahanto, đây là Mahantang. Và số nhiều Mahanta, Mahantani. Cách 2 là Mahantang, Mahante, Mahantani. Còn lại tất cả những cái 6 cách còn lại đó thì nó giống như là ở nam tính. Thì ở đây đó mình thấy có một cái danh từ là Arahanta, bậc ứng cúng hay là bậc A-la-hán. Và danh từ và tính từ Brahanta là to rộng đó, nó biến cách tương tự như Mahanta. Thành ra đó quý vị thấy là cái câu mà mình đảnh lễ đó, Namo Tassa Bhagavato Arahato. Chữ Arahato đó, bây giờ mình đưa lên lại, mình coi thử. Chữ Arahato thì nó chia là cách số 4. Giống như bên này là Mahato, bên kia đó, Mahanta trở thành là Mahato, thì Arahanta sẽ đổi thành là Arahato. Cho nên khi mà mình tra trong từ điển thì cái chữ không có cái chữ Arahato, mà nó sẽ là Arahanta. Nhưng mà khi chia cách số 4, tức là đảnh lễ đến vì A-la-hán hay là đến vì bậc ứng cúng, thành nên chữ Arahanta đổi thành là Arahato. Còn nếu như bây giờ chủ cách một vị A-la-hán mà chủ cách á, thì không phải là Arahato nữa mà sẽ là Araha. Araha là một vị A-la-hán. Còn nếu như là nhiều vị A-la-hán thì là gì? Arahanto hoặc là Arahanta. Và nếu như mà gọi
Bạch một vị A La Hán, thưa một vị A La Hán đó thì là A Ra Hăng. A Ra Hăng. Thành ra đó, thành ra quý vị thấy rằng là khi mà mình hoặc là chủ, cái danh cái chủ cách á, cái chủ cách á là mình thấy là Araha này, số ít là Araha hoặc là Arahant hoặc là Arahanto. Cho nên á, khi mà mình niệm danh hiệu Arahant 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 đó thì quý vị thấy là cách đó là gì, chủ cách. Hoặc là khi mình niệm Phật là mình niệm Bhutto Bhutto, thì đó cũng là niệm chủ cách. Dạ mấy hôm nay đó là bị ho cảm nhưng mà cố gắng dậy, thành ra là không có nói lớn được ha, quý vị thông cảm cho. Bây giờ đó để cái mic gần hơn một tí nữa, hy vọng quý vị nghe rõ hơn ha. Như vậy đó là mình đi qua danh từ, tịnh từ Mahanta rồi. Tiếp theo đó một cái loại tịnh từ khác mà tịnh từ cái loại tịnh tịnh từ chuyển hóa này mình cũng rất là hay gặp, đó là tịnh từ chuyển hóa có hình thức tần cung là văn tu và mạnh tu. Như vậy đó là một danh từ mà một cái danh từ ha cộng thêm với cái vị ngữ văn tu hoặc là mạnh tu đó thì nó trở thành một cái tịnh từ và nó có nghĩa là có. Ví dụ như mình thấy chữ kula là danh từ đó, có nghĩa là gia đình, gia tộc, thì chữ kula văn tu là có gia phả. Kula văn tu là có gia phả có nghĩa là gì, là người đó đó thuộc loại là gia 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 này là thuộc loại có gia thế đó. Rồi mình thấy cái chữ guna là ân đức, thì guna văn tu là có ân đức. Thành ra đó những người mà có ân ân đức với mình, những bậc ân nhân của mình đó thì mình dùng cũng chữ guna văn tu. Cho nên trong cái bài mà dâng hương đó thì có cái câu là imehi di patupa di saka rehi butang tamang sang khang afipu chachami mata pita di năng guna văn ta nan cha guna văn ta nan cha. Thì chữ guna văn ta nan cha đó thì là nó đi ra từ cái chữ guna, guna văn tự văn tu này tức là bậc ân nhân. Đó là khi là con nhân dân xin dân hương đèn và các lễ vật này đó đến Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng để mà nguyện cho cha Mata, Mata Pita, Mata là mẹ, Pita là cha. Rồi là Guna Văn Ta Năn là các bậc ân nhân của con. Thành ra cái chữ Guna Văn Tu này mình sẽ rất là hay gặp. Rồi á, Bút Trí Mạnh Tu, Bút Trí, Bút Trí là sự giác ngộ, Bút Trí Mạnh Tu là sự giác ngộ. Thì quý vị sẽ để ý rằng đó là khi mà đi với chữ Y, thì với chữ U, cái đuôi, cái danh từ mà tần cung bằng chữ Y và chữ U đó, thì là cái danh từ đi theo sẽ là Mạnh Tu. Còn nếu như danh từ đằng trước là chữ A đó, thì đi với Văn Tu. Cho nên ở đây mình thấy là bút thị thì là manh tu, bút thị là sự giác ngộ, bút tha là người giác ngộ, bút thị là sự giác ngộ và bút thị manh tu là có giác ngộ, là tịnh từ. Rồi á, phaga văn tu, chữ phaga không á có nghĩa là phước báo, mà phaga văn tu là người có phước báo. Và người có phước báo là ai? Người mà có phước báo nhiều nhất chính là Đức Phật. Cho nên cái chữ Phagavantu này đó có nghĩa là Đức Thế Tôn. Cho nên và sự dưới này quý vị sẽ thấy chia cách khi mà qua chủ tư đó thì từ chữ Phagavantu sẽ đổi thành là Phagava. Và khi mà đảnh lễ đó trở thành là cách bổn sẽ trở thành là Phagavato. Cho nên mình mới có câu là Nam Mô Tát Xá Phagavato. Thì chữ Phagavato đó nó đi ra từ chữ Phagavantu. Mà chia cách số 4 thì nó đổi thành là Phagavato. Mà nếu như chủ cách thì mình nói là bậc A La Hán, bậc bậc thế Đức Thế Tôn. Khi mà Đức Thế Tôn mà là chủ từ sẽ là Phagava, mà khi mà đảnh lễ đến Đức Thế Tôn thì là Phagavato. Thành ra cái chữ Phagavantu này đó là
Đức Thế Tôn: Ayasmantu, Ayasmantu, Ayu, Ayas là tuổi thọ và Ayasmantu là người có tuổi thọ, tức là người người cao tuổi, à, hoặc là có tuổi thọ. Ba Panu Mantu, chữ Panu là ánh sáng, mà Panu Mantu là có ánh sáng, là chỉ cho mặt trời, bởi vì mặt trời là chói sáng nhất. Chakhu Mantu, Chakhu là con mắt, Chakhu Mantu là có mắt. À, cho nên trong kinh là có cái đoạn mà đoạn cuối khi mà các vị họ nghe Đức Phật thuyết pháp xong đó, thì thường hay nói rằng là giống như là đem ánh sáng vào trong bóng tối để cho những người có mắt có thể thấy được các vật xung quanh đó. Thì cái chữ những người có mắt đó dùng cái chữ này đó là Chakhu Mantu. Thanavantu, chữ Thana là tài sản, Thanavantu là có tài sản, rất là giàu có. Yasa Vantu, Yasa là danh tiếng, Yasa Vantu là có danh, tức là nổi tiếng. Punya Vantu, Punya là phước, Punya Vantu là có phước. Sati Mantu, Sati là trí nhớ, niệm, cho nên Sati Mantu là có trí nhớ hay là có chánh niệm. Phala Vantu, Phala là trái cây, là quả, cho nên Phalavattu là có quả. Ví dụ như một cái cây mà đang có quả thì cái chữ này là trở thành tỉnh từ để bổ nghĩa cho cây đó đó. Sila Vantu, Sila là giới hạnh, Sila Vantu là có giới hạnh. À, cho nên á, cái từ này cũng là cái từ để mà gọi các vị tu nữ. Cho nên á, các vị tu nữ thì được gọi là Silavati. À, cái chữ ti này là chỉ cho nữ tính. À, đó. Silavati là tu nữ. Người có giới mà người nữ gọi là tu nữ. À, rồi đến Bantu Mantu. Bantu là người bà con, Bantu Mantu là có bà con. Hima Vantu, Hima là tuyết, à, Hima Vantu là có tuyết. Bala Vantu là có sức mạnh. Rồi bây giờ đó mình sẽ qua cái cách chia của giờ của tính từ mà Kula Vantu. Thì chủ cách nó đổi thành là Kulava, số ít, số nhiều là Kulavanto, Kulavanta. Cách hai, Kulavantang, Kulavante. Cách ba, Kulavata, Kulavantena. Số nhiều, Kulavante phi, Kulavante hi. Cách bốn, sáu, Kulavato, Kulavantasa. Số nhiều là Kulavatang, Kulavantanang. Cách năm, Kulavata, Kulavantamha, Kulavantasma. À, và số nhiều là Kulavante phi, Kulavante hi. Cách bảy, Kulavati, Kulavantam hi, Kulavante phi, Kulavantasmin. Và số nhiều là Kuvalante su. Và hô cách, Kulavang, Kulava, Kulava. Số nhiều, Kulavanto, Kulavanta. À, thì cái danh từ này đó, khi mà nó đi vậy, nó là nam tính đó, thì nó chia như vậy, còn khi chia thành nữ tính đó, thì đổi thành chữ y, à, Kulavanti, Kulavati. Thành ra hồi nãy lời pháp nói là chữ Silavati đó, ha. Thì Silavati tức là một người có giới hạnh đó, tức là một người nữ, thành ra gọi là tu nữ. À, và số nhiều là Kulavanti, Kulavantiyo, Kulavati, Kulavatiyo. Rồi cách hai mình có Kulavantin, Kulavatin. À, thì như vậy đó, những cái bảng này thì quý vị sẽ nhìn rồi đó, mình không cần phải để ai nhớ được khi tốt ha, còn không thì mình lập cái bảng đó, khi nào cần thì mình dỡ ra mình tra thôi. Ở đây có nói rằng là ở hình thức nữ tính dạng tiếp vị ngữ văn tu và văn tu thì của tính tư đó sẽ đổi thành là văn ti và vati, hay là manti, mati, rồi mở biến cách như trên. Và quá trung tính đó thì nó chỉ có cách một và cách hai nó chia khác với danh từ nam tính thôi. Cách một á là thay vì cũ là va thì đổi thành là cũ là văn, à, và số nhiều cũ là văn ta, cũ là văn ta ni. Cách hai thì là cũ là văn tăng, và số nhiều là cũ là văn tê, cũ là văn ta ni. À, như vậy những tính từ mà đồng hình thức với Kulavantu cũng có biến cách tương tự, tức là những cái chữ trên kia đó, một cái dãy hồi nãy mà mình đọc qua đó, thì nếu đều chia như vậy hết. Các tính từ hình thức tầng cùng là Mantu, như là Chakha Mantu,
cũng có biến cách tính tương tự như là hình thức tận cùng là văn tụ. Thì mình là chakuma, chakumanto, chakumanta, y nhang như đằng kia, thay chữ vơ bằng chữ mơ thôi. Mặt khác, các tịnh tư có hình thức tận cùng là văn tụ hay man tụ này đôi khi được sử dụng như là một danh từ chứ không còn là tịnh tư nữa. Đó là trường hợp chúng đứng độc lập thay thế cho danh từ để làm chủ từ hay tục từ. Thì cái này mình thấy nó cũng giống tiếng Anh, bởi vì tiếng Anh đó thì có khi tịnh tư đó mà nó cũng có thể dùng trở thành danh từ được, giống như là poor là nghèo mà the poor là người nghèo ha. Thì ở đây cũng vậy đó, mặc dù nguyên cái nghĩa của nó đó là chẳng hạn như Phagavantu là bậc có phước, nhưng mà khi đi một mình á, Phagavantu mà đứng một mình á, trở thành Phagava thì là bậc có phước, tức là Đức Thế Tôn ha. Ở đây cho một cái câu ví dụ để cho thấy là tịnh tư một khi nó đứng độc lập nó trở thành như danh từ. Seti silavatang arahang puchesi. Chữ seti là ông trưởng giả, ông trưởng giả tức là người giàu có đó. Một khi rồi mình thấy như vậy đó là chủ từ. Bây giờ động từ là puchesi. Puchesi là chữ pucheti là cúng dường. À, với khi chữ puchesi đó là thì quá khứ của cái đồng cổ cách số 3 đó. À, puchesi là đã cúng dường. Arahang, à xin lỗi, aharang, danh từ ahara là vật thực. Và khi ở đây này cúng dường cái gì, cúng dường vật thực, như vậy cái vật thực này là đổi cách ha, nó là tấn ngữ. Và cúng dường đến ai? Silavatang. Silavatang là đến các bậc giới hạnh, bậc này đó tức là những người nam, còn đến những người nữ thì không dùng chữ ăn mà dùng chữ y ha. Silavatin. À, thì cả cái câu này đó, seti silavatang aharang pujesi. À, ông trưởng giả cũng dâng vật thực đến các bậc giới hạnh. Thì như vậy cái chữ silavatang này nó trở thành danh từ là bậc giới hạnh, chứ nó không có nghĩa là có giới hạnh nữa. Hoặc là câu ví dụ thứ hai, kulavanto arihi na pha dung. Kulavanto những người có gia phả, na pha dung là không sợ, na là không, pha dung là sợ, và ở đây chia thi quá khứ đó, đã không sợ. Arihi, chữ ari là kẻ thù, à, và arihi là số nhiều mà của cái cách số cách số 5. À, không sợ, sợ là sợ từ cái gì, thường thường trong tiếng Pali vậy đó, sợ là sợ ai, tức là sợ từ ai, cái nỗi sợ nó xuất phát từ người đó. À, cho nên đã dùng cách 5 số nhiều là từ cả kẻ thù đó. Như vậy những người có gia phả đó thì không sợ cả kẻ thù. Bây giờ mình có cái số mục thứ 3. À, ở đây có câu hỏi là động từ trong một câu Pali luôn đứng sau cùng trong đổi cách và xuất xứ cách. Hầu như là vậy, hầu như khi nào động từ cũng đều đặt sau cùng hết á. Tất cả các cách đều đặt trước, cuối cùng là động từ là đặt sau. À. À, bây giờ đó cậu mình có mục thứ ba là loài tịnh từ chuyển hóa hay là hiện tại phân từ mà có tịnh thành thức tận cùng bằng chữ anh ta. À, các hiện tại phân từ có hai hình thức tận cùng là anh ta và mana, như là khadanta. À, mình thấy có động từ khadati là ăn, bây giờ chuyển có khadanta là đang ăn, gacchati là đi, thì gacchamana là đang đi. Hình thức hiện tại phân từ mà tận cùng là mana đó thì có cách thức biến cách đơn giản như các tịnh từ phổ thông. À, tức là nó tận cùng bằng a thì nó chia giống như danh từ tận cùng bằng a vậy thôi. Về hình thức hiện tại phân từ tận cùng bằng chữ anh ta thì có cái phương thức biến cách nó khác đi. À, thuộc nó tên là thuộc loại đặc biệt. Thì ở đầu đầu tiên á, là họ cho mình một loạt những cái hiện tại phân từ mà có hình thức tận cùng bằng ta trước để cho mình có một số từ vựng và nắm được cái cách thành lập cái hiện tại phân từ này. Mình thấy có olokenta là đang nhìn, karonta là đang làm, kinanta là đang mua, khadanta là đang ăn, gayanta là đang hát, gayanta là đang ngửi,
Charanta là đang đi bộ, Tikhanta là đang đứng, Đadanta là đang cho, Dhavanta là đang chạy, Nahayanta là đang tắm, Nisidanta là đang ngồi, Pachanta là đang nấu, Passanta là đang thấy, Pivanta là đang uống, Phusanta là đang chạm, va chạm đó, đang xúc chạm, Bhunjanta là đang ăn, Rodanta là đang khóc, Vikinanta là đang bán, Viharanta là đang trú ngụ, Sunanta là đang nghe, Haranta là đang mang, và Hasanta là đang cười. Thì như vậy đó, đó là hình thức một cái số cái ví dụ cho mình thấy nó hiện tại phân từ, nó đi ra từ động từ và cộng thêm với đuôi anh ta, nó trở thành một tính từ. Và khi nó trở thành tính từ đó thì nó cũng có cái biến cách, nó chia chia theo các cách. Và nó biến cách đó, thì mình thấy là từ chữ khadanta này mà qua chủ cách đó, nó trở thành là khadang hoặc là khadanto. Có số nhiều là khadanto, khadanta và khadante. Rồi qua cách hai thì khadantăng, khadante. Cách ba là khadata, khadante nữa, khadante, pi khadante. Thì bây giờ cái này thì mình không cần phải đọc hết, quý vị thấy đang chỉ nắm như như vậy á, để mình thấy rằng là nó cũng có hình thức nam tính, nữ tính và trung tính ha. Bây giờ mình chỉ đi xuống cái phần thí dụ thôi. Ở đây thí dụ quý vị đọc cái phần thí dụ là tí năng khadanto gono bhyakkhang apasi. Thì bây giờ đó mình phải coi câu này, quý vị thấy này, cái chữ tí năng á, mặc dù nó đặt đầu câu nhưng mà nó không phải là chủ từ, bởi vì cái đuôi ăn nó không phải là chủ từ, mà trong khi chủ từ là chữ gono phải không? Ô mình phải thấy, nhà phát hiện danh từ mà tận cùng bằng ô đó thì thường thường danh từ đó là chủ từ, gono là con bò. Mà đằng trước chữ gono nó có cái chữ khadanto, khadanto nó cũng tận cùng bằng ô, như vậy á, nó là tính từ bổ nghĩa cho danh từ làm chủ từ, cho nên nó cũng chia theo chủ từ luôn đó. Và khadanta nó đổi thành khadanto, nó bổ nghĩa chữ gono thì có nghĩa là đang ăn. Và đang ăn cái gì? Tị năng cỏ, số ít. Tị năng là cỏ, tị năng là trở thành đối cách. Như vậy cả cái này cả cái này á, ba cái từ này á, nó trở thành là một cái gọi là mình kêu là cùng cùng chủ ngữ ha, chủ ngữ mình có ba từ cộng lại. Như vậy con bò đang ăn cỏ đó là chủ ngữ nè. Bây giờ động từ chính là apasi, động từ passati hôm qua mình có nói đó, passati là thấy ha. Và khi mà chia qua quá khứ của cách số 3 đó, của cái ngôi số 3 là gono này, là có cách ngôi số 3 mà chia quá khứ đó, thì đổi thành là apasi là đã thấy. Và bjak gan, chữ bjak ga là con hổ, và ở đây là nó chia cách hai vì nó là đối tượng của hành động thấy. Như vậy cả cái câu này là tí năng khadanto gono bjak gan apasi là con bò đang ăn cỏ đã nhìn thấy con hổ. Qua câu ví dụ thứ hai, kanya gacchantang itin akosi. Ở đây đồng chủ từ là canh nha là cô gái. Đồng rồi động từ là akosi cũng là thi quá khứ là đã chửi mắng. Động từ akosati là la mắng, chửi mắng, và chia quá khứ là akosi đã chửi mắng ai? Itin. Chữ iti là người đàn bà. Itin là đối cách ha. Người đàn bà, mà người đàn bà như nào? Gachantang. Gachantang là chữ gachanta mà chia theo cách hai, bởi vì chữ ít thiên cách hai cho nên chữ gachantang cũng chia cách hai. Như vậy là gachantang là đang đi. Cả cái câu này là kanya gachantang ittin akosi, cô gái đã mắng chửi người đàn bà đang đi. Thì ở trên á, là mình thấy cái chữ kadanto nó bổ nghĩa cho chữ gono là chủ cách, cho nên nó cũng chia theo chủ cách. Ở dưới này gắt chăn tăng nó bổ nghĩa chữ ít thiên là đổi cách, cho nên nó cũng chia theo đổi cách. Bên kia là anh tô, vậy nên là anh tăng. Thì đó là cái cách chia của danh của cái tính từ đặc biệt tận cùng một chữ anh ta hay là hiện tại phân từ. Bây giờ mình qua số 4, đó là tính từ số đếm. Số đếm ở tiếng Pali đó nó được sử dụng như một tính từ.
Và các tính từ số điểm này nó có phương thức hình thành khác biệt với là những tính từ thông thường. Bây giờ đó mình đọc qua các cái số điểm của Pali ha. Eka là 1, Dui là 2, Ti là 3, Chatu là 4, Pancha. Đúng ra cái chữ Pancha này ghi bị thiếu. Pancha là có chữ C với A về sau nữa. Pancha là 5. À, ở đây quý vị bị thiếu ha, quý vị ai mà ghi thì quý vị thêm vô chữ Pancha đó. Mình cái chữ N này mà mình không có bấm chữ ở trong máy này, không có bấm chữ C được ha, không có bấm chữ nhớ được. À đúng rồi, chứng tiêu đánh dùng rồi đó. À, Pancha là 5 nha. À, Pancha là 5, Cha là 6. Satta chứ không phải Chatta, ở đây là đánh nhầm nữa rồi. Satta là 7 chứ không phải Chatta. Thấy chữ CH bằng chữ S ha. Satta là 7. Atta là 8. Nava là 9 và Dasa là 10. Hiện giờ đó, cái ngôn ngữ mà Ấn Độ hiện giờ tiếng Hindi đó thì họ đếm cũng rất là giống, họ cũng dùng cái tiếng họ đếm rất là giống. Bây giờ quý vị nghe mà mình đếm tiếng Pali, tiếng Hindi hiện đại nữa ha. Chữ Eka người ta chữ A, thường thường trong cách phát âm của người Ấn Độ đó chữ A ngắn người ta không có đọc, mình là đọc Eka. Chữ K là mình có hơi ngắn ngắn tới Eka ha. Còn họ là đọc X. À, X thôi, chữ A hoàn toàn không đọc luôn, X. Rồi ta chữ duy thì bên là tiếng Pali hiện và tiếng Hindi hiện giờ là đô. Ek, đô, tin, cha, pan, che, sat, at, no, das. À, đó là cách đếm từ 1 tới 10 của tiếng Hindi hiện đại đó. À, thì nó rất là giống với tiếng Pali hiện giờ. Rồi bây giờ đó, mình đếm tới số 10 xong này, mình qua là số 11. Chữ Dasa, mình thấy Dasa là 10, Eka là 1. Thành ra 11 là Eka Dasa ha. Eka là 1 cộng với Dasa là 10 là ra 11 ha. Eka Dasa hoặc là Eka Rasa, đổi chữ D bằng chữ R. Số 12 là Đoa Dasa hoặc là Ba Rasa. Số 13 là T Rasa. Ti đổi thành T ha. Trên cái Duy đổi thành Đoa. Số 14 Chatut Dasa hoặc là Chut Dasa hoặc là chốt đa xa, có ba chữ đều được. Số 15 pancha đa xa ha, pancha là 5 cộng đa xa là 10 là ra 15 ha. Hoặc là panna rasa ha, có hai cách dùng. So la xa là 16, satta ha, quý vị thấy này, chữ satta này là số 7 đó, trên kia đèn máy bị trật đó ha, vậy này satta rasa là 17, attha rasa là 18, ekuna visati. À, cái chữ này ekuna này đó, tức là ekuna là gì, trừ ra 1, visati là 20, mà 20 mà trừ ra 1 là 19. À, cái tiếng Hindi, tiếng Ấn Độ Pali nó lạ luôn rồi đó, thay vì nói 19 người ta không nói 19, người ta nói là 20 trừ 1, ekuna visati. Và 20 là visati hoặc là visa. Xong rồi mình qua là 21 là eka visati ha, eka là 1, visati là 20, cộng lại là 21 ha. 22 đoa vi sati hoặc là ba vi sati. 23 là te vi sati. 24 là chatu vi sati. 25 là pancha vi sati. 26 chapi sati. 27 satta vi sati. 28 attha vi sati. 29 ekuna tin sati. À, như vậy là 30 trừ 1 là 29. Và 30 là tin sati hoặc là tin sa. Rồi mình có 31 là Eka Tinsati, 32 Doat Tinsati hoặc là Bat Tinsati hoặc là Doat Tinsa, 33 Tet Tinsati hoặc là Tet Tinsa, 34 Chatut Tinsati, Chatut Tinsa, 35 Pancha Tinsati, 36 Chat Tinsati, 37 Satta Tinsati, 38 Atta Tinsati, 39 Ekuna Chattalisa, 40 là Chattalisa. Thì quý vị thấy là sẽ có con số đây họ cho mình cho tới số 90 tới 100. À, 100 là Satta ha. Quý vị đi xuống đi, bây giờ nó dài quá mình không cần phải đọc hết, khi nào quý vị rảnh quý vị đọc. Bây giờ mình đi xuống sang Satta là 100 này. 100 xong rồi bắt đầu có là Dasa Sahasa. Dasa là 10,
Sahasa là ngàn, như vậy là Dasa Sahasa là 10.000. Sata Sahasa, Sata là 100.000, thành ra 100.000. Thì 100.000 á, có cái chữ Lakha, Lakha là 100.000. Cho nên hiện giờ đó, bên bên Ấn Độ đó, mà mỗi lần á, mà mình đi mua đồ đó, thì họ đã là bao nhiêu tiền á, họ không nói 100.000, khi nào họ nói một lắc hết á, một lắc. Thành ra ai mới qua nghe không biết một lắc là gì, bởi vì tiếng Anh không có chữ một lắc, mình chỉ biết là one hundred thousand thôi, lần 100.000 thôi không, nhưng họ kêu một lắc. Mà mỗi lần á, ở bên Ấn Độ đó ha, hiện giờ đó, vẫn là con gái á, là phải đi cưới chồng. Và khi mà đi lấy chồng như vậy đó, phải đem của hồi môn. Và khi mình cái đám cưới mà có hai gia đình mà họ sắp đặt sẵn đó, thì á, nhà trai á, họ đòi của hồi môn. Thì khi họ đòi của hồi môn là họ đòi từng lắc không à. Ví dụ như á, mà phải có giá nghe, ví dụ như là muốn á, lấy chồng mà luật sư thì là giá khác nè, lấy chồng bác sĩ là giá khác nè, lấy chồng mà kỹ sư là giá khác. Tức là ông chồng mà thu nhập mà càng cao đó, thì người vợ đó đó phải đem cái của hồi môn về càng nhiều. Ví dụ như là hồi đó Liệu Pháp có hỏi mấy cái cô mà học Ấn Độ, sinh viên mà học trong trong trường đó, mình nói chuyện với họ mà về cái chuyện hồi môn đó, thì họ nói rằng là ví dụ như là đòi của hồi môn họ đòi từng từng lắc không thôi. Một lắc là bao nhiêu? Một lắc á, là 100.000. 100.000 là 2.000 đô ha, một lắc tức là 2.000 đô. Bởi bây giờ muốn lấy, ví dụ như họ lấy ông bác sĩ á, là phải trả 3 lắc tức là 6.000 đô. 6.000 đô là ra tiền Việt của mình là mấy. Không không biết thì á, nhưng mà đó thật ra cái nào nó có cái giá đó thôi. Thường thường đó mấy bà này mà họ mà đem cái của hồi môn về nhà chồng xong rồi đó là họ không có đi làm nữa, họ ở nhà họ hưởng thụ thôi, ông chồng phải lo nuôi họ. Thấy chưa, cái nào là có giá đó, ông chồng á lặn cái số tiền đó xong rồi thì suốt đời lo nuôi bà vợ chỉ ở nhà ngồi coi tivi không à, thậm chí đó họ không có nấu ăn luôn, họ thuê người làm tới nấu ăn tới quét dọn, họ ngồi coi tivi một hồi thành ra bà nào bà nấy là coi như béo u luôn. Thì bây giờ bởi vì nhiều khi học 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 một hồi đó, nhiều khi quý vị cùng cùng ngán ha, thành ra thỉnh thoảng đó là kể chuyện trong kinh hoặc là kể chuyện Ấn Độ cho quý vị nghe cho đổi không khí một tí ha. Thì để vì cái chữ lắc này đó, cho nên mỗi lần mà đám cưới vậy là phải có mấy lắc ha. Mấy lắc tức là một lắc là 100.000 rồi. Bây giờ mình trở lại xong chữ lắc rồi đến chữ gì. Xin lỗi quý vị. Rồi tiếp theo ở đây có người hỏi đó là thế kỷ 21 rồi mà sao dân Ấn Độ vẫn theo tục lệ đó. Thật ra đó cái tục lệ này ban đầu là một tục lệ tốt, quý vị biết sao? Bởi vì á, ví dụ như một người cha mẹ có con trai có con gái, thì khi mà con gái mà đi lấy chồng á thì nó sẽ được cho một ít gia tài, cái phần này là cái phần gia tài của nó, vì sau này đó nó không có được chia gia tài nữa, khi cha mẹ chết đó, thì nó không có được chia phần nữa, mà có bao nhiêu tài sản là về phần con trai cả. Cho nên đó, là khi mà con gái đi lấy chồng á là đầu tiên là chỉ là sự tự nguyện của cha mẹ thôi, tức là cha mẹ cho con cả cho con gái một số tiền tài sản của nó, coi như là cái phần chia của nó, phần chia gia tài của nó để nó đi lấy chồng. Thì ban đầu là một điều tốt đẹp nếu như đó chỉ là sự tự nguyện của cha cha mẹ con gái của người cô gái con gái này, nhưng mà sau đó đó thì là trở thành đó là cái sự đòi hỏi từ phía bên nhà trai, thì cả đó nó trở thành một cái điều xấu. Thật ra hiện giờ đó là luật pháp của Ấn Độ đó là đã cấm cái chuyện này, nếu như mà ai mà đòi của hồi môn
Mà nếu như mà nhà gái mà đi kiện á thì nhà trai sẽ bị phạt tù. Và hồi lựa pháp ở bên kia đó, có một lần đọc báo có một cái câu chuyện đó, là có cái cô kia, cô cũng rất là giỏi, học xong thạc sĩ, và ban đầu cô cũng theo cái sự sắp xếp của gia đình, thì lấy cái ông này là ông là kỹ sư, và chiều á cái nhà này họ đòi rất là nhiều, không những đòi tiền mà còn đòi á là phải đem tới là máy giặt này, tivi này, tủ lạnh này, rồi là cái giang 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 máy hát này, thì rồi á, là đãi đãi khách là bao nhiêu. Đến khi mà họ đòi càng, khi họ đòi cái này, khi họ đòi cái kia, thì đến khi mà cuối cùng cái cô gái, cô dâu này, cô tức quá đó, cô chịu không nổi đó, thì tới cái lúc mà cô chịu không nổi, cô đi lên báo của đồn cảnh sát, là cô nói nhà trai là coi như sắp nhiễu như vậy, đòi thứ này đòi thứ kia, thì sau đó là chú rể và mẹ của chú rể bị bắt bỏ tù. Nhưng mà sở dĩ vì sao mà người ta vẫn theo cái tục lệ này là bởi vì người dân Ấn Độ họ vẫn rất là truyền thống, người ta vẫn nghĩ rằng đó là khi mà đám cưới á, là nên có cái sự sắp xếp của hai gia đình, của cha mẹ đó, thì nó tốt hơn. Thậm chí luật pháp là khi mình học ở đại học đó, là mình quen rất là nhiều mấy cái cô đó, là họ học, họ là bản thân họ cũng đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ, hoặc là họ đang dạy đại học đó, nhưng mà họ cũng nói rằng là theo truyền thống thì sau này họ còn lập gia đình thì họ cũng theo cái sự sắp đặt của cha mẹ thôi, chứ không có tự mình đi tìm. Bởi vì họ tin rằng á, khi có sự sắp đặt của cha mẹ thì cha mẹ là sẽ lo cho họ. À, cha mẹ hai bên sẽ lo cho họ, còn nếu như họ tự theo ý mình á, mà không theo ý của cha mẹ đó, thì họ cái cuộc đời của họ nó sẽ lao đao. À, thành ra là cái gì nó cũng theo cái truyền thống, và người ta muốn được bình an thì người ta theo như vậy, mặc dù đó nhà nước thì cấm. Rồi bây giờ mình trở lại, mình có chữ lắc á, là 100.000 rồi ha. Bây giờ là đã xa sa ta sa ha sa. Đã xa là 10, sa ta là 100, rồi sa ha sa là ngàn, 10 trăm ngàn tức là 1 triệu. À. Người ta không có cái 4 triệu mà người ta chỉ có là 10 trăm ngàn thôi. Đã xa sa ta sa ha sa. Rồi có cái chữ cô tí tức là 10 triệu. À, cho nên là mình khi mà mình đọc trong kinh á, cũng có xuất hiện những từ này. Ví dụ như khi mình đọc cái bài bổ cáo của kinh Ratana Sutta đó, thì có cái câu là Koti Sata Sahasesu Chakavalesu Devata, tức là 10 muôn triệu thế giới ta bà, chư thiên ở trong 10 muôn triệu thế giới ta bà đó, thì khi mà nghe tới cái bài kinh đó đều rất là hoan hỷ. À, thì có 10 muôn triệu là cái chữ này đó, à, 10 triệu Koti. Rồi có chữ Dasa Koti. À, một Koti là 10 triệu, thì mà Dasa Koti là 10 của 10 triệu, tức là 100 triệu. Sata Koti là một một 100 một 100 của 10 triệu, tức là 1.000 triệu, mà 1.000 triệu tức là 1 tỷ. À, như vậy Sata Koti là 1 tỷ. Rồi có chữ là Pakati. Pakati là bao nhiêu? Một số 1 và bao nhiêu con số 0? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 3, 15. Một số 1 và 15 con số 0. À, và sau này quý vị thấy này, cái số mà làm sao mà nhớ cho nổi ha. Koti Pakoti là số 1 và 21 con số 0. Rồi, Nahu Tăng là số 1, 29 con số 0, vân vân. Cho tới cái chữ nhiều sau cùng mà mình gặp nhất là chữ gì? Asankhya, là gọi là Á Tăng Kỳ đấy. Thì Á Tăng Kỳ là số 1 và 141 con số 0. À, rồi thì như vậy đó là con số đếm ha. Bây giờ hình thức của các số lẻ trong tiếng Pali. Số lẻ trong tiếng Pali là gồm có hai dạng, tức là số có số lẻ từ số 1 đến số 99, và số có số lẻ từ số 100 trở lên. Có hai dấu hiệu để chỉ trường hợp số lẻ là chữ Uttara là thừa và chữ Attika là quá. À. Quá chứ không phải úa đâu, chắc là thiếu chữ khuy đó. Uttara là dùng để chỉ số có số lẻ từ số 1 đến 99, và Attika là dùng để chỉ số có số lẻ từ 100 trở lên. Số nguyên luôn luôn đặt phía sau, và số lẻ thì đặt phía trước.
còn dấu hiệu thì đặt giữa hai số. À, bây giờ mình thấy mình đưa ví dụ là mình biết liền này, số có lẽ mà dưới 100. Ví dụ đây là trên 100 rồi, do sao kêu dưới 100? À, số có lẽ dưới 100 tức là cái số lẻ này nó nhỏ hơn 100 đã. Bây giờ quý vị thấy là chữ 101 là gì? Ekutara Satang là Eka cộng với Uttara cộng với Sata. Sata là 100, rồi Uttara là thừa, Eka là 1. Như vậy đó, 100 mà thừa 1 tức là 101. 102 là gì? Dwi Uttara Satang, Dwi cộng với Uttara cộng với Sata ha, là 100 thừa 2. 100 thừa 3 là Tiyuttara Satang. Một trăm chín mươi Navatayutra Satang Navuti Navuti là 90 cộng với Uttara là lẻ và Sata là 100. Như vậy 100 mà thừa đến 90 là 190. 199 Ekuna Sata Uttara Sata. Ekuna Sata là sao? 100 mà trừ đi 1 là 99. À, Uttara là thừa và Sata là 100. 100 thừa 99 là 199. Rồi 1001 thì sao? Eka cộng với Uttara cộng với Sahasa. Thành ra là Ekuttara Sahasa. Chuyện 1001 đêm. À, thì là sao? Ekuttara Sahasa Ratti. Ratta. Ratta là đêm. Bây giờ số có lẽ mà từ 100 trở lên là sao? 1,100. À, 1,100 sẽ là Ekunasata Uttara Sata. Ekunasata là gì? Ekuna là trừ 1, Sata là 100. Uttara là thừa và Sata là 100. À, 1,000, 1,100, 1,115, Ekuna Sata cộng với Uttara cộng với Sata. Bên này là gì? Pannarasa, bên chỗ trống một đơn bị thiếu. Pannarasuttara Sata Thikasang. Thôi thì bây giờ đó mấy cái số này mà mình đọc ra mà thấy rất là phiền. Bây giờ mình chỉ có cái cách chia thôi ha. À, cách thức hình thành những con số. À, bây giờ mình có cái phần mà phần sau đi ha. Cần nói thêm về cách thức hình thành những con số trong tiếng Pali. Các số thập phân như là Sata là 100, Sahasa là 1000. Bất luận khi có con số nào khác mà đi kèm phía trước mà không thấy dấu hiệu Uttara hay là Atika thì cứ việc tính nhân lên cho thành con số nguyên. Ví dụ Pancha Sata. Pancha là 5, Sata là 100, cho nên Pancha Sata là 500. Dasa Sata. Dasa là 10, Sata là 100. Như vậy Dasa Sata là 10, 100 tức là 1000. Đo Dasa Sahasa. Dvadasa là 12, Sahasa là ngàn, như vậy là 12.000. Chaturvisati Sahasa. Chaturvisati là 24, Sahasa là ngàn, như vậy là 24.000. Attha Chattalisa Sahasa. Attha là 8, Chattalisa là 40, Sahasa là ngàn, như vậy là 48.000. Pancha Sata Sahasa. Pancha là 5, Sata là 100 và Sahasa là ngàn, như vậy là 500.000. Dasa Sata Sahasa. Dasa Sata là 10, 100 tức là 1.000 và Sahasa là ngàn nữa, 1.000.000 tức là 1 triệu. Visati Sata Sahasa. 20, 100 ngàn. 20, 100 tức là 2.000. 2.000.000 tức là 2 triệu. Dasa Koti. Dasa là 10, Koti là 10 triệu, 10 của 10 triệu tức là 100 triệu. Sata Koti là 100 của 10 triệu, tức là 1 triệu triệu, tức là 1 tỷ. Đó. Bây giờ các số thập phân, như là Sata
là 100, sahasa là 1.000, đôi khi đi kèm với chúng là những phân số như là diyatta. Diyatta là 1.5, attatayya hoặc là attatiya là 2.5, rồi attutta là 3.5, attatelasa là 12.5, vân vân. Thì những trường hợp này cũng được tính nhân ra cho thành số nguyên. Ví dụ mình gọi là diyatta sata, diyatta là 1.5, mà 1.5 của 100, 1.5 của 100 tức là 150. Diyatta sahasa là 1.5 của 1.000 tức là 1.500. Atta teya sata, atta teya là 2.5, 2.5 của 100 tức là 250. Atta teya sahasa là 2.5 của 1.000 tức là 2.500. Attutta sata, attutta là 3.5, mà 3.5 trăm, 3.5 của 100 tức là 350. Attutta sahasa là 3.5 của ngàn tức là 3.500. Rồi mình có là atta telasa, atta telasa là 12.5, mà 12.5 của 100 tức là 1.250. Rồi atta telasa sahasa là 12.5 lần của 1.000 tức là 12.500. Rồi ở đây dưới này mình có cái ví dụ này. Pamanang digahaso dwe vidatiyo tiriyang diyatang. Kích thước chiều dài 2 găng tay, chiều ngang 1 găng rưỡi. Cái chữ pamanang là kích thước nè. Digahaso là chiều dài, dwe là 2. Vidatiyo, vidatiyo là cái găng tay. Tiriyang là chiều ngang, diyatang là 1.5, là 1.5. Hoặc là câu thứ hai là pamanang digahaso cha vidatiyo tiriyang attatayang. Pamanang là kích thước, digahaso là chiều dài, cha là 6, vidatiyo là găng tay, tiriyang là chiều ngang, attatayang là 2.5, tức là 2.5. Tiếp theo là phép dùng các số đếm Pali. Trong tiếng Pali, các số đếm nó được dùng như là tính từ của danh từ, và chúng được xếp tính, tức là nam nữ trung tính đó, chia cách là từ cách 1 tới cách 8, và dùng số là số ít và số nhiều như mọi trường hợp danh từ tính từ khác. Tức là nó đi theo cái tính từ nam tính thì nó trở thành nam tính, nó đi theo nữ tính nó trở thành nữ tính, nó đi theo cách 1 thì nó cũng chia cách 1 ha, nó đi theo số ít thì nó trở thành số ít, vậy đó. Tuy vậy phương thức sử dụng số đếm của Pali cũng khá phức tạp. Bây giờ mình đi quay về tính này. Từ số Eka là số 1 cho đến chữ số Attarasa là số 18, nó có hình thức ở cả ba tính. Rồi từ số 19 là Ekuna Visati cho đến số 99 là Nava Navuti là những con số, và những con số có kết thúc là I, kể cả những con số có kết thúc là A thì chỉ có hình thức nữ tính. Tức là bởi vì từ cái chữ Visati trở đi đó, mình thấy chữ Eka và cho đến chữ Atarasa đó, thì những từ này là tận cùng bằng chữ A. Còn Eku Visati thì tất cả là bắt đầu từ Visati rồi đến là Ekavisati thì tất cả đều tận cùng bằng chữ Y hoặc là chữ Y cả ha. Cho nên nó chỉ có hình thức nữ tính thôi. Rồi á, Sata là 100, Sahasa là 1.000, và những con số lớn hơn mà có kết thúc là A thì chỉ có hình thức trung tính. Thì cái này đó mình đọc một hồi thì mình quen à. Bây giờ về ngữ cách. Tính từ số đếm tiếng Pali chỉ sử dụng theo 7 ngữ cách, trừ ra hô cách. Hô cách nó không có. Khi tính từ số đếm mà kết hợp với danh từ dùng cách nào thì chúng sẽ được dùng theo cách đó. Về ngữ số, Eka là chỉ dùng ở số ít, bởi vì 1 thì đương nhiên là số ít rồi. Tuy vậy đôi khi nó cũng được dùng ở số nhiều để chỉ ý nghĩa là một vài, một ít.
tức là Eke. Chữ sum đó ha, Eka là one và Eke là sum. Những con số từ D là 2 cho đến Atharasa là 18 đó, là nó chỉ dùng ở số nhiều thôi. Còn những con số từ 19 Ekunavisati cho đến 99 là Nava Navuti. Luôn cả chữ Koti tấn công bằng chữ Y đó, và Akohini một số 1 và 43 con số 0 thì đều chỉ dùng hình thức số ít. Những con số Sata 100, Sahasa 1000, Lakha là 100.000 và những hợp từ kết thúc bằng những con số này thì đều dùng số ít. Tuy vậy, trong vài trường hợp cũng được dùng theo số nhiều, như là để chỉ lượng số riêng. Chattari Satani 400, De Sahasani là 2000. Bây giờ đó là phép biến cách số đếm. Bởi vì mình thấy cái chữ Eka ha, từ Eka cho tới Atharasa đó là 1 cho tới 18 á, nó dùng khác nhau ở 3 tỉnh. Cho nên là có 3 cái cách chia luôn ha. Chia nam, cách chia nam tỉnh, cách chia nữ tỉnh và cách chia trung tỉnh. Ví dụ như mình thấy cách 1 Eko nam tỉnh Eko, ví dụ như là một người đàn ông là Eko Naro. Mà bây giờ nữ tỉnh là một người con gái thì là Eka Kanya. Trung tỉnh một trái cây thì là e căng pha lăng ha. Như vậy á, nó đi với cái danh từ nào á, danh từ nam tỉnh thì chữ e căng nào, danh chữ e căng này nó chia theo nam tỉnh, ý là vậy. Bây giờ cách thứ hai, nam tỉnh là e căng, nữ tỉnh cũng là e căng, trung tỉnh cũng là e căng. Cách số 3, nam tỉnh và trung tỉnh là e kê ná, nữ tỉnh là e ca giá. Cách số 4, cách số 6, nam tỉnh và trung tỉnh là e ca sa và nữ tỉnh là e kí sa. Cách số 5, nam tỉnh và trung tỉnh giống nhau, Ekamha, Ekasma và nữ tỉnh là Ekaya. Cách số 7, nam tỉnh và trung tỉnh giống nhau, Ekasmin, Ekamhi và nữ tỉnh là Ekisang. Bây giờ số Duy là số 2, được dùng giống nhau ở 3 tỉnh, chỉ có số nhiều. Nó không có số ít, bởi vì 2 á, nó không có chia theo số ít ha, thành ra là nó chỉ có số nhiều thôi. Và 3 tỉnh giống nhau cho nên là chủ cách là D hoặc là DV, đối cách là D hoặc DV. Cách 3, cách 5 Duy Phi, Duy Hi. Cách 4, cách 6 là Duy Năng, Du Vinh Năng. Và cách 7 là Duy Su. Không có cách 8, bởi vì hồi nãy có nói là số điểm của tiếng Pali không dùng, bởi cách số 8 là hô cách ha. Và số 3, tí, dùng khác nhau ở 3 tỉnh và chỉ có số nhiều, chứ không có số ít. Bây giờ mình nghĩ, tại vô, ba người đàn ông sẽ là tại vô Naro. Mà nữ tỉnh á, là số 3, mình thấy mình có là tam vô lậu học là gì? Tam học á, là có Tiso Sikha. Sikha là học á, tấn công bằng chữ A, nó là nữ tỉnh. Cho nên chữ danh từ mà đi với chữ nữ tỉnh á, là chữ danh từ nữ tỉnh là Tiso. Tikso Sikha là tam học và Tini là trung tỉnh. Ví dụ như là ba trái cây là Tini Phạ La Ni. Rồi cách 2 Tại Vô Tisa Tini. Cách 3, cách 5 Ti Phi Ti Hi giống nhau. Và cách 4, cách 6 Tin Năng Tinanang và nữ tính là Tisanang. Cách 7 Tisu. Ba cách ba tỉnh đều là Tisu cả. Rồi Chatu mà nếu như nam tỉnh là Chattaro, nữ tỉnh là Chattaso, mà trung tỉnh là Chattari. Thành ra đó, ví dụ như mình nói là tự diệu đế, tự diệu đế hay là tự đế. Tự đế đó thì chữ đế là Satcha. Satcha là sự thật. Satcha sự thật này nó là trung tỉnh, cho nên có số nhiều là Satchani. Và cái danh từ số 4 á, nó cũng thành là trung tỉnh là Chattari. Cho nên là, và có chữ thánh nữa là Ariya. Cho nên khi nào mà nói tự diệu đế là gì? Chattari Ariya Satchani. Thì đây là cái biến cách của danh từ chã tụ này, để đến biến cách của danh từ pancha.
Pancha thì là số 5 đó, nó dùng giống nhau ở ba tỉnh và nó chỉ có số nhiều thôi. Chủ cách là Pancha, đổi cách cũng là Pancha, cách 3, cách 5, Panchapi, Panchahi, cách 4, cách 6 là Panchanang và cách 7 là Panchasu. Những con số từ 6 là Cha cho đến 18 là Attharasa, nó cũng giống nhau ở ba tỉnh và nó chỉ có số nhiều. Biến cách của chúng là tương tự như là số 5 là Pancha. Thì như vậy là lấy cái Pancha này là làm mẫu, thì tất cả những cái chữ mà từ số Pancha, từ số 6 mà tới Patarasa nó cũng chia như vậy. Rồi những cái con số mà tận cùng bằng chữ Y, về chữ Y này là như chỗ 19 là Ekuna Visati, 20 là Visati, vân vân. Thì nó chia là chủ cách là Visati, đối cách là Visatin, cách 3, cách 5 là Visatiya, cách 4, cách 6 là Visatiya và cách 7 là Visatiya hoặc là Visatiyan. Rồi mình có cái chữ con số Akkohini. Thì là con số 1 và 43, con số 0 á, thì nó cũng là hình thức nữ tính và nó chỉ dùng ở số ít thôi. Có biến cách tương tự con số Visati nhưng mà ở chủ cách là Akkohini. Thì thật ra đó mình cũng không cần phải nhớ cái này đâu, mình chỉ cần nhớ Akkohini là được rồi, bởi vì mình không có từ Việt cho nên mình không cần phải lo lắng lắm ha. Mình khi nào mình không muốn biết, mình muốn biết là nó cách mấy đó thì cứ dở ra tra thôi ha. Mình đọc qua để cho có cái khái niệm nó được rồi. Bây giờ là những con số mà mang vị ngữ A là dài đó, A dài đó, như là chữ Visa là 20, Tinsa là 30, Chattalisa là 40, vân vân đó ha. Thì nó là một hình thức khác của chữ Visati và hoặc là Tinsati, thì chúng cũng là hình thức nữ tính và cũng chỉ dùng ở số ít. Và cái biến cách của nó là mình có Visang, Visa, Visang, Visaya, Visaya, vân vân. Những con số mà ở dạng vị ngữ A này, khi chúng đứng ở trong một hợp từ thì vị ngữ A bị biến dạng thành A, A ngắn, A dài biến thành A ngắn. Ví dụ như là tin xa cộng với vắt xa cộng với chữ xa ha xa, thì tin xa là 3 nè, vắt xa là 5 và xa ha xa là ngàn, 3.000 năm. Thì bây giờ đó, khi mà đọc nối lại đó thì chữ A dài này đổi thành ngắn là tin xa vắt xa xa ha xa ni, là 30.000 năm. Rồi những con số từ hàng trăm trở lên có vị ngữ là A, như là Sata là 100, Sahasa là 1.000, vân vân, thì đều có hình thức trung tính và thường chỉ dùng ở số ít. Trung tính cho nên là chủ cách nó chỉ là sa tăng thôi, chứ nó không có sa tô ha. Đổi cách nó cũng là sa tăng. Cách 3 là sa tê na, 4, 6 là sa ta sa, 5 là su ta, sa tâm ha, sa tasma. Ở đây chắc là nhầm, sa ta chứ không phải su ta đâu ha. Không có đổi thành u đâu, đây là và đánh nhầm đó, sa ta. Và cách 7 là sa tê, sa tam hi, sa tasmin. Bây giờ mình có ví dụ này: chattari sa ta ni 400, pancha sahasa ni, pancha là 5, sahasa là ngàn, thành ra pancha sahasa là 5.000. Đấy. Bây giờ là mình qua phần kết luận. Kết luận với tiếng Pali ha. Tưởng là kết luận nhưng mà nó vẫn chưa có hết ha. Để coi. Các số đếm trong tiếng Pali vì được dùng như là tính từ của danh từ cho nên phải phù hợp với danh từ mà chúng đi kèm. Sự phù hợp này nó thể hiện ở sự đồng cách. Thì là như vậy, danh từ chính mà nó dùng cách nào thì cái số đếm nó cũng dùng ở cách đó. Giống như hồi nãy mình nói đó là ê căng pha lăng đó, pha lăng mà chia ra theo chủ cách thì nó cũng cái nó cái số bộ số đếm nó cũng chia theo cái cách đó luôn. Hầu hết các tính từ số đếm tiếng Pali chỉ cần phù hợp với danh từ đi kèm về cách mà không cần phù hợp về tính và số. Tính và số của chúng đó được sử dụng theo cách thức riêng. Thôi thì bây giờ đó, nhìn đồng hồ thì nó đã hết giờ rồi, mà những cái phần mà còn quay á còn quay đó thì nó cũng hơi dài. Thôi cái phần mà còn lại đó đó mình để dành cho buổi khác.
À, về lại đó là tối chủ nhật á, ta chắc mình nghỉ một buổi, bởi vì thường tối chủ nhật thì ở ni viện là có họp chung, mỗi tuần họp một lần, cho nên là tối mai quý vị nghỉ học một buổi ha, và tối thứ hai mình sẽ học lại. Thì khi mình học lại đó thì mình sẽ quay lưu lại những cái phần còn lại của cái phần số điểm đó, vì cũng hơi dài, thành ra là để dành lại và cái phần kết luận luôn. À, như vậy là mình mới xong được, nếu như xong bài này đó thì mình là xong được mấy mình xong được 2B thôi, tức là vẫn còn ở trong bài số 2. À, tức là mình đã xong phần này ấy, là mình mới xong phần tính từ. À, tiếp theo ngày thứ hai mình sẽ học qua phần đài từ, nó cũng có rất là nhiều chuyện đó. Nhưng mà mình cứ học từ từ. Quý vị khi mà mình học đó, cái quan trọng á là mình nghe mình hiểu ha, nghe mình hiểu rồi mình nhớ được chừng nào thì nhớ, nhưng quan trọng là quý vị nhận ra cái nào là danh từ và nhận ra cái cách nào ha, mình có thể đoán được, và mình biết cái cách tra cứu để kiểu nào mà mình không nhớ đó mình biết tra cứu ở đâu. Vậy thôi. Dạ thôi thì xin dừng lại ở đây. Xin kính chào quý vị và chúc quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại vào ngày thứ hai.